Tối ngày 22 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hồng Quang, sinh năm 1977, cựu Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin tố tụng, bị can Quang là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngoài việc khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Hồng Quang, Cơ quan An ninh Điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Dũng, sinh năm 1987, lao động tự do. Cả hai bị can bị khởi tố cùng về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.